Chào đàn bò nha, đàn bò ơi. Đàn bò đang làm gì vậy? Đàn bò đang ăn cỏ ăn lúa à? Hello, chào các bạn nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay con bò. Con mẹ con kia, con mẹ con đang ý. Các bạn ơi, thấy đàn bò chưa? Đàn bò ăn cỏ chưa? Đấy, siêu dễ thương luôn này. Ê, bò ơi. Ý, con bò đang đái. Ý, con bò đang đái các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, thấy đàn bò nhà mình chưa? Ý các bạn ạ, ý, đàn bò đang ăn cỏ ngoài cánh đồng đấy các bạn ạ. Đó. Các bạn ơi, có con bò đen kìa các bạn. Con bò đây, con bò đen lông trắng này các bạn ơi. Đây con bò đen lông trắng các bạn. À, con bò này mến mình các bạn ạ. À, thấy mình nó lại nó chơi này các bạn. À, chào con bò nhá. Chào mày nhá, mày ăn cỏ đi, chăm chỉ ăn cỏ đi. Đi, đi, đi. Có gì nơi tao mà mày cứ liếm. Đi, đi chỗ khác đi. À, sừng mày sắp mọc rồi này. Sừng mày nhú ra này. À, mày liếm cẳng tao đi. À, liếm cẳng đi. Ghê quá. Đi. À, bò liếm cẳng. Đi, 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 đi. Lì quá. Con bò lì lởm này. Đi, đi, đi kiếm ăn đi. Liếm cái gì. Đi. Ờ, đi, đi. Bye bye nha. Đi, đi, đi ăn đi. Có gì chân tao mà liếm. Đi, bò ơi. Chú bò đang tập trung ăn cỏ ngay cột điện. À, mày đi lại đây nữa hả? Gặp mày nữa hả bò? Đi. Oh, con bò đen này các bạn ơi. Đây con bò đây các bạn ạ.